là một loại cây giúp tăng cường khả năng tiết sữa ở phụ nữ sau khi sinh, có tên gọi là cây cỏ sữa. Cỏ sữa được chia ra làm hai loại: cỏ sữa lá nhỏ và cỏ sữa lá lớn. Trong đông y, cây cỏ sữa có rất nhiều tác dụng tuyệt vời. Cây cỏ sữa lá nhỏ giúp nhuộm tràng, ăn thành, bổ máu, thanh lọc và chống virus, viêm, co cắp, trị nóng, vi khuẩn, lợi tiểu, bảo vệ gan, chống viêm khớp. Đặc biệt, chiết xuất của lá nhỏ có hoạt tính tẩy dung sáng bằng cách làm tê liệt dung. Bài thuốc phổ biến nhất của cỏ sữa lá nhỏ là điều trị lị. Trẻ em 15-50g, người lớn 100-150g, dùng 5-7 ngày là khỏi. Còn đối với cỏ sữa lá lớn, bài thuốc trị sơ gan cổ trướng, nguyên liệu cây cỏ sữa lá lớn 10g, vỏ cây gáo 15, cây cỏ xước 15g, đun sôi 1,5 lít nước, đun cạn con 600ml nước. Chia 3 lần uống trong ngày, mọi người sử dụng cây cỏ sữa phơi khô, nghiền thành một trộn thành khối nhão, sau đó đắp lên vết thương hở hay vết thương bỏng, vết thương loét trên da, mụn nhọt, kể cả mụn tóc. Đối với ai mà bị nước ăn chanh, lấy một nắm cây tươi đun nước để nguội, ngâm chanh trong thời gian 20 phút, ngày làm một lần, làm liên tục 3 ngày là hết ngứa.